thần tài ban lộc lớn, đúng hai ngày tới, ba con giáp trúng số cực đậm, trước Tết khổ mấy cũng giàu to, tiền vàng ùn ùn kéo về triệt két. Đây là những con giáp vận đỏ như son, Đấy, sẽ nhận được lộc lá may mắn trong hai ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật. À, trong hai ngày tới thì những con giáp dưới đây sẽ được bề trên ban lộc, làm việc gì cũng sẽ được suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. À, khi đã có được cái may mắn phù trợ thì các bạn hãy biết cách tận dụng để phát triển cái sự nghiệp của bản thân. Đối với những bạn mà làm nghề buôn bán thì hãy tranh thủ để thực hiện các chiến lược kinh doanh để thu hút cái sự chú ý của khách hàng. Từ đó các bạn sẽ buôn may bán đắt, làm việc thì không ngớt tay. Còn đối với những người mà làm văn phòng với những người làm công ăn lương ấy thì quý vị hãy cố gắng phấn đấu trong cái thời gian này thì cũng sẽ được cấp trên chú ý và sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nói chung ấy, cái vận may được thiên thời địa lợi nhân hòa, còn thành công hay không ấy thì còn nằm ở cái sự cố gắng và cái sự nỗ lực của các bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong cái hai ngày cuối tuần này. Đó. À, thưa quý vị, uh, con giáp đầu may mắn đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên. Nói chung ấy, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, à uh, trong hai ngày cuối tuần đấy thì những người tuổi Sửu sẽ có một cái ngày làm việc cực kỳ là hanh thông, thuận lợi. Một phần là nhờ được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ một phần lại do gì được cái cắt tinh nó chiếu mệnh vậy nên trong cái hai ngày cuối tuần này thì thích hợp để các bạn bắt tay vào thực hiện hóa những cái dự định như cái kế hoạch đã xây dựng từ trước đó à, bên cạnh đó thì những người làm công ăn lương sẽ nhận được cái sự ưu ái của lãnh đạo hơn nữa các bạn là những người có kinh nghiệm có năng lực điểm tĩnh chín chắn nên thường được giao cho những cái nhiệm vụ trọng đại à, vậy nên quý vị hãy tin tưởng vào bản thân và chấp nhận thử thách các bạn sẽ dần dần khẳng định được cái vị thế của mình cho tập thể. À, trong thời gian này thì một số người sẽ thể hiện được cái năng lực lãnh đạo của mình. Bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách chính xác và có tài thuyết phục những người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thế mà các bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo cái đường đúng đắn và đem lại cái lợi ích cho công ty. À trong thời gian này thì cái việc học hành thi cử cũng dễ đạt được những cái kết quả tốt. Đấy. Chỉ cần các bạn tập trung trong quá trình ôn luyện tự tin thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn Nếu mà đang tìm kiếm công việc trong thời gian này thì nhiều khả năng các bạn cũng sẽ tìm được cái công việc như ý Vậy nên hãy mạnh dạn thể hiện cái điểm mạnh của bản thân, cái quan điểm của bản thân Các bạn có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với nhà tuyển dụng Và những người tuổi xỉu ấy cũng sẽ kiếm được một khoản tiền dùng dính trong cái thời gian này Nhờ vậy mà các bạn cũng không cần phải lo đến cái chuyện chi tiêu Nếu mà đã cố gắng không ngừng cho sự nghiệp thì các bạn cũng sẽ nên tự thưởng cho mình một cái món quà nào đó. À, bên cạnh đó, với những người làm công ăn lương thì những cái thành tích cao trong cái sự nghiệp hứa hẹn các bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng dư giả. Đây cũng là cái phần thưởng cấp trên dành cho các bạn. Khích lệ tinh thần của các bạn là việc trong suốt thời gian vừa qua. À, nói chung trong thời gian này nếu là những người làm ăn kinh doanh ấy, thì các mối quan hệ hợp tác nó sẽ đem lại giúp cho những người tuổi xửu giải quyết những cái vấn đề còn tồn động trước đó thậm chí còn tìm ra cái hướng đi mới cho công việc làm ăn khiến cho đồng tiền chảy vào túi thuận lợi hơn trước rất là nhiều. À, thưa quý vị, nói chung ấy những người tuổi sửu trong thời gian này thì có thể là những người có cái đường lối riêng đấy, chỉ huy nhân viên cấp dưới hoặc là gì những cái người tin theo mình, cái hướng đi đúng đắn. nhờ vậy mà các bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ những người xung quanh mình trở nên giàu có hơn. Nếu có ý định đầu tư trong cái thời gian này thì các bạn cũng có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong lĩnh vực mới thì các bạn nên bình tĩnh làm từng bước một để tránh những sai lầm đáng tiếc. À bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái phương diện tình cảm của những người tuổi xỉu cũng có những cái điểm sáng đáng kể. Dù những người độc thân hay là những người có đôi có cặp hay là những người đã lập gia đình ý, thì đều được tận hưởng cái niềm hạnh phúc đấy. À, những người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc là các buổi gặp gỡ với bạn bè trong tháng, nó rất có thể là các bạn sẽ tìm được những cái người có cùng quan điểm với mình và những người kề vai sát cánh với mình. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì với những cái thành tích xuất sắc trong công việc thì những người tuổi sửu có thể trở thành cái ứng cử viên nổi bật trong tập thể khiến cho nhiều người khác giới phải chú ý. À, bản mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển cái mối quan hệ với ai đó cùng với văn phòng cùng công ty cũng được. đó à, Trong thời gian này thì những người có đôi có cặp cũng nhận được cái sự thấu hiểu của nửa kia nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm nói lời thăm hỏi yêu thương ấy nhưng cũng không bị trách móc nhờ tìm được cái nửa kia thấu hiểu mà các bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho cái sự nghiệp cái mối quan hệ giữa vợ chồng cha mẹ và con cái thì trong thời gian này cũng được bình yên dù đôi bên vẫn còn cái sự khác biệt nhưng mà biết đặt mình vào cái vị trí của đối phương vì vậy nên là gì à, cái vận trình của những người tuổi xỉu cũng khá là hay thông thuận lợi bên cạnh đó trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi xỉu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân à, khi mang cái vòng tác hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi xỉu à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên Tiếp theo con giáp ứng cử viên sáng giá số 2 Con giáp may mắn thứ hai Trong cái thời gian này thì xin được chúc mừng tất cả những người tuổi thân À quý vị thân mến Trong hai ngày tới Thì những người tuổi thân ấy sẽ hứa hẹn Sẽ gặt hái được nhiều cái thành công trong cái sự nghiệp Vào trong cái thời gian này Công sức các bạn bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua ấy, Cuối cùng đã được đền đáp một cách xứng đáng các bạn có thể yên tâm mà tận hưởng những thành quả của mình. thêm nữa lại được quý nhân nó nâng đỡ, khiến cho cái vận trình của bản mệnh giúp các bạn làm việc gì cũng được thuận lợi hơn. đấy. mọi quan điểm ý kiến các bạn đưa ra thì đều nhận được cái sự ủng hộ của mọi người xung quanh. điều đó giúp các bạn tăng thêm cái sự tự tin khẳng định cái giá trị của mình trong tập thể. vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi thân hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những cái công việc mà các bạn đã lên kế hoạch từ trước đó. chứ đừng tiếp tục chần chừ hay là do dự nữa bên cạnh đó trong hai ngày tới cũng dự báo có quý nhân xuất hiện mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng thậm chí các bạn còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành cái công việc dễ dàng hơn à, bên cạnh đó lại có cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nó cho thấy một vài người đấy còn khẳng định được cái khả năng lãnh đạo của mình dẫn dắt tập thể của mình đi đến cái con đường thành công à, những người tuổi thân sẽ nhận được cái sự kính trọng của đồng nghiệp và của cấp trên cấp dưới à, có người sẽ được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn để để thi triển cái tài năng của mình. Nói chung ấy trong thời gian này thì với những cái thành tích đáng mừng trong sự nghiệp cũng như là làm ăn kinh doanh ấy, sẽ giúp cho những người tuổi thân có một cái túi tiền khá là dùng dính. Các bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo rơi vào cảnh cháy túi. Bên cạnh đó thì những người làm công ăn lương ấy thì hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng là không nhỏ. thậm chí các bạn còn có thể là gì? hy vọng vào những cái quyết định tăng lương, thăng chức, tăng thưởng trong thời gian tới mà lãnh đạo dành cho mình. À, những người làm ăn kinh doanh thì có cái mối quan hệ xã giao rộng rãi nên thường gặp được những cái đối tác khách hàng đầy triển vọng. Nhờ đôi bên hợp tác ăn ý mà công việc sẽ đạt được những cái kết quả tốt hơn dự kiến đem về cái khoản lợi nhuận dùng dính cho những người tuổi thân. Một số người khẳng định được cái vị thế của mình trên cái thị trường nên không cần phải mất quá nhiều công sức, tiền bạc. Đấy, nhưng mà khách hàng vẫn cứ dồn dập đổ về. À, có thể các bạn phải vất vả hơn những người khác nhưng các bạn sẽ thu được một khoản tiền không hề nhỏ. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc là mở công ty đầu tư kinh doanh bây giờ ấy, thì các bạn nên suy nghĩ và tiến hành ngay lập tức trong thời gian trước tết vì cái nhu cầu mua sắm của thời gian này rất là cao. Vì vậy mà quý vị cũng sẽ kiếm được một khoản tiền bội thu. À, tất nhiên các bạn vẫn sẽ phải vất vả hoặc là vướng phải một vài cái khúc mắc. À, xong quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc đúng, đúng thời điểm sẽ giúp bạn hóa giải được nhiều cái nguy cơ. À bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng có Cát tinh nó chiếu mệnh, Đấy. vậy nên là gì đào hoa nó cũng sẽ xuất hiện trong cái thời gian này. Nó báo hiệu một tháng tình duyên nó là vượng với những người tuổi tuổi thân, đặc biệt là với những người còn độc thân ấy, thì cái cơ hội gặp được những người như ý rất cao nếu các bạn chủ động nắm bắt lấy. À, một vài người có thể bắt gặp được những người như ý trong buổi tụ tập bạn bè, giao lưu với đối tác hoặc là gì ở những nơi công cộng nào đó dù mới chỉ gặp nhau nhưng mà hai người đã bị thu hút lẫn nhau từ cái nhìn đầu tiên à, trong thời gian này thì với những cái thành tích nổi bật trong công việc cũng sẽ giúp những người người thân nhận được cái sự chú ý của không ít những người khác giới à, Tuy nhiên các bạn không nên và cũng không cần phải quá vội vàng đến với một ai quý vị hãy dành thời gian để trò chuyện và hiểu nhau hơn đã à, Tuy nhiên trong thời gian này thì với những người đã có đôi có cặp vậy hoặc là những người đã có gia đình ấy, thì đào hoa nó quá vượng nó lại không phải là cái yếu tố tốt lành À, Con gian này cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới đừng có đẩy mình vào cái cảnh là tình ngay lý gian hoặc là vướng vào những cái mối quan hệ tai tiếng ở trong gia đình thì các bạn hãy quan tâm hơn đến cái nửa kia của mình nếu có thời gian rảnh thì hãy hâm nóng tình cảm của đối phương bằng những cái cuộc đi chơi hoặc đi dã ngoại hoặc là gì bằng những cái cuộc trò chuyện thân vật từ đó nó sẽ giúp cho mối quan hệ đôi bên ngày càng được tốt đẹp hơn bầu không khí gia đình nó có trở nên ấm cúng vui vẻ hơn À, thêm nữa, tình hình sức khỏe của những người tuổi thân trong thời gian này cũng không có vấn đề gì phải đáng lo ngại. Các bạn luôn duy trì được cái tâm lý lạc quan, tích cực, nên là những bệnh tật vặt vãnh nó cũng sẽ bị đẩy lùi. Hơn nữa, những người tuổi thân đã có ý định luyện tập thể dục thể thao từ khoảng thời gian trước đó, nên là bây giờ thì cũng không mắc phải cái bệnh nào nghiêm trọng. Còn với những người đã mắc bệnh ấy, thì tình trạng bệnh tật cũng có dấu hiệu được giảm đi, à, chủ yếu là nhờ các bạn suy nghĩ lạc quan hơn và tìm được cái đúng thầy đúng thuốc, đúng không ạ? Vì thế để mang lại cái may mắn cho những người tuổi thân ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi tuổi mão à, thưa quý vị nói chung tuổi mão có quyền được hy vọng những cái điều tốt đẹp nhất với mình trong hai ngày tới và trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật này thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi mão sẽ được gì khởi sắc đấy bởi được quý nhân tương trợ giúp đỡ nó đem lại cho các bạn không ít những cái may mắn đặc biệt là về công việc và các mối quan hệ Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi mão sẽ bước lên một cái tầm cao mới, tài lộc thì tăng tiến vượt bậc, phú quý ập đến trước cửa nhà và đạt được những cái thành tựu đáng tự hào. Thêm vào đó, cái tài lộc vô cùng là vượng, may mắn tốt lành, các bạn nhất định sẽ có một cái cuộc sống phong phú và nhiều cái màu sắc. Nói chung ấy, trong cái tháng mới thì cái hạnh phúc nó cũng sẽ đến. Nếu mà tìm được cái mục tiêu và cái chí hướng của mình ấy, thì quý nhân sẽ giúp đỡ và cái sự nghiệp của các bạn cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi hơn trong hai ngày cuối tuần này. À, với cái sự chăm chỉ và cái thái độ chủ động sẽ giúp cho những người tuổi mão có được nhiều cái cơ hội và cái phần thưởng hơn trong cái công việc đồng thời cũng giúp họ cải thiện được cái vận trình tài lộc của mình trong thời gian này à, thông qua việc không ngừng phát triển và cải thiện bản thân thì những người tuổi mão có thể tạo ra được cái cuộc sống tốt đẹp hơn và có thêm cái thành công trong tương lai dựa vào bản thân chính là chỗ nó dựa vững chắc nhất may mắn là được các tinh năng hỗ trợ nó giúp đỡ những người tuổi mạo sẽ giỏi giang trong cái vấn đề quản lý và kiếm tiền nói chung ấy các bạn nên tin tưởng vào cái khả năng của bản thân và bớt phàn nàn về cái chuyện tiền nong vận trình đang tốt nếu mà cứ phàn nàn thì dễ mất lòng ở trong thời gian này thì những người tuổi mão đang kinh doanh buôn bán cũng sẽ tránh được những máy khóe lừa đảo của tiểu nhân nhờ với cái trí thông minh của mình nói chung ấy các bạn thấy vui vì sẽ có được những cái cuộc nói chuyện với người thân với bạn bè hoặc là một tin nhắn yêu thương từ gia đình cái sự quan tâm chăm sóc của con cái dành cho bạn cũng là một trong điều vô cùng tuyệt vời. Quý vị hãy trân trọng những cái may mắn nhỏ nhoi ở cái thời điểm này. Và để gia tăng thêm cái may mắn thêm cái tài lộc cho những người tuổi Mão ấy thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, hợi Mão Mùi mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mão đó là con giáp may mắn thứ ba. À, thưa quý vị, như vậy là trong hai ngày cuối tuần chúng ta sẽ có 3 con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: một là tuổi sửu, hai tuổi thân, ba tuổi mão. Đó là ba con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần, dễ có cơ hội giàu sang phú quý đổi đời sau một đêm. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn